Xin chào tất cả các bạn, lại là tớ Winh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tớ. Tại sao Ấn Độ lại tụt hậu so với sản xuất của Việt Nam? Đây là tiêu đề của một kênh thông tin kinh tế đã làm video để chỉ ra những lý do tại sao Việt Nam lại hấp dẫn đầu tư hơn so với Ấn Độ. Ấn Độ những người bạn vô cùng dễ thương hiếu khách, nhẹ nhàng thật giống với bản chất của người Việt Nam. Khi nghe thông tin của bài phân tích trên, tớ vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Mừng cho đất nước của chúng ta đang giàu mạnh lên, nhưng lại buồn và cảm thông cho những người bạn Ấn Độ. Nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Cầu chúc cho Ấn Độ sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, cố lên các bạn nhé. Chúng ta sẽ giữ mãi một tình bạn hữu nghị của hai đất nước. Tớ làm video này chỉ mang tính chất tham khảo giải trí, để các bạn thấy Việt Nam ta đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới khi so sánh với các nước lớn mạnh hơn ta. Không có ý đả kích bất cứ một ai, bất cứ một tập thể nào. Nên các bạn hãy dùng tâm trí thật thoải mái để đón nhận video nhé. Link gốc tớ để ở phần mô tả. Bây giờ thì cùng tớ xem comment mọi người nói gì về vấn đề này nào. Ok, let's go! Thật sự hạnh phúc khi thấy Việt Nam phát triển vì sự chăm chỉ của họ, tình yêu đến từ Ấn Độ. Nhưng thật sự đáng trân trọng khi thấy Việt Nam thể hiện tốt hơn dù chỉ là một quốc gia nhỏ hơn Ấn Độ, tình yêu gửi đến Việt Nam từ Ấn Độ. Việt Nam xứng đáng với điều đó. Tôi sẽ đến thăm Việt Nam một ngày nào đó sau khi Corona kết thúc. Sau nhiều thập kỷ chiến tranh, nghèo đói và thiên tai, người Việt Nam xứng đáng với nền kinh tế hùng mạnh của họ và tôi rất ngưỡng mộ vị thế của họ bây giờ. Tình yêu từ Indonesia. Việt Nam thực sự là một quốc gia xuất chúng, nhiều sự tôn trọng từ Ấn Độ. Thật vui khi thấy một đất nước nhỏ bé vốn nghèo đói cho đến năm 2000 đã thay đổi đáng kể trong suốt 20 năm qua. Vinh quang đã đến cho các nhà lãnh đạo chính trị và nhân dân của các bạn. Hãy tiếp tục phát triển và phục vụ con người nhé. Tình yêu từ Ấn Độ. Hãy làm thêm nhiều nội dung hơn nữa về Việt Nam giúp mình nhé. Quả là một đất nước rất thú vị. Việt Nam là một nơi tuyệt vời. Tôi đã đến Việt Nam cùng gia đình và tôi rất ấn tượng về sự hiếu khách của người Việt Nam. Nếu họ xứng đáng có được những cơ hội tốt hơn thì thật quá tuyệt vời. Ấn Độ là một quốc gia lớn đến nỗi mà nó có những vấn đề riêng và chúng tôi sẽ cần thời gian để giải quyết nó. Lý do chính ở Ấn Độ là mọi người ở đây thích trở thành kỹ sư hơn là trở thành một công nhân và luôn phàn nàn rằng họ không có việc làm. Và còn lý do khác chính là tham nhũng. Quá chuẩn. Mọi người hãy chấp nhận thực tế rằng, đa số học sinh Ấn Độ đều thực hiện vì ước mơ của phụ huynh chứ không phải vì ước mơ mà học sinh đó mong muốn. Đúng vậy, quả thật xã hội Ấn Độ đang gặp nhiều vấn đề. Nhận xét này đã tóm tắt vấn đề của những người trẻ tuổi nơi đây trong đó bao gồm cả tôi. Tôi đã từng đến Việt Nam và nghe những câu chuyện về chiến tranh và sự sống còn của họ. Người Việt Nam đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và điều đó khiến họ trở nên mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và đoàn kết. Không có gì ngạc nhiên khi họ đã và đang làm rất tốt. Hy vọng đất nước của chúng tôi có thể học hỏi điều gì đó từ Việt Nam, bởi vì trong văn hóa Ấn Độ, một người bạn cũng có thể là một người hướng dẫn tốt. Mong tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Việt Nam. Họ đang thực sự làm việc chăm chỉ. Những người tuyệt vời. 2 phút im lặng cho những bạn trẻ nào đang nghĩ rằng khi các công ty rời khỏi Trung Quốc thì họ sẽ chuyển đến Ấn Độ. Video rất hay, các bạn có thể nắm bắt được những sự kiện chính ảnh hưởng đến cả hai quốc gia trong video ngắn này. Ấn Độ cần phải sắp xếp hợp lý một số thứ trong những năm tới để tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất. Như video cho biết, một chính phủ ổn định với các chính sách tập trung sẽ là yếu tố quyết định để Ấn Độ vươn lên tầm cao mới trong lĩnh vực sản xuất. Ngay bây giờ, có rất nhiều rào cản quan liêu đối với FDI và các doanh nhân trong nước. Chính phủ Ấn Độ cũng đang đơn giản hóa khá nhiều thứ để thúc đẩy tinh thần kinh doanh và chính sách ưu đãi trong kinh doanh, tuy nhiên vẫn cần phải làm rất nhiều điều. Chà, đó thật sự là một sự đột biến lớn về xuất khẩu ở Việt Nam, thật tuyệt vời. Hy vọng cả Việt Nam và Ấn Độ đều sẽ phát triển nhanh chóng, chúng ta là những người bạn tốt và là đồng minh của nhau. Thật quá tuyệt vời khi nhìn thấy sự phát triển kinh tế của một đất nước như Việt Nam, đó là do chính sách của họ. Quyết tâm ổn định trong chính trị và những con người chăm chỉ. Việt Nam là một đất nước đã bị chiến tranh tàn phá, nhưng đã có được những thành tựu đáng kể đó tất cả là nhờ con người và chính sách của Việt Nam. Với tư cách là một người Ấn Độ, tôi xin chúc mừng Việt Nam và người dân Việt Nam vì điều này. Người Ấn Độ chúng tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ họ. Tôi nghĩ lý do chính đằng sau sự phát triển của Việt Nam là họ có mối quan hệ thương mại tốt hơn với châu Âu và Mỹ so với chúng tôi. Xuất khẩu của Ấn Độ thấp so với Việt Nam vì bản thân chúng tôi có thị trường trong nước rất lớn. Nhưng trên thực tế là cho đến năm 2016, chính phủ của chúng tôi không thực sự tập trung vào sản xuất. Họ tập trung hơn vào ngành công nghệ thông tin và dịch vụ.
Nhưng tôi nghĩ bây giờ họ đã thức tỉnh sau khi nhìn thấy những con số thất nghiệp ngày một lớn dần. Nếu Ấn Độ có thể tạo ra môi trường khởi nghiệp cho sản xuất như chúng tôi có cho công nghệ thông tin hơn thì thật tuyệt vời. Tôi hy vọng điều đó là sẽ xảy ra. Rất vui vì sự tiến bộ của Việt Nam, họ đang nỗ lực chạy đua để trở thành con sư tử của châu Á. Video ngày hôm nay đến đây thôi. Ở trong video này, tớ thấy đa số là những người bạn Ấn Độ comment, họ bình luận rất lịch sự và văn minh, luôn mong mọi thứ tốt đẹp và gửi lời chúc mừng cho sự phát triển nhanh chóng đến Việt Nam mình, không hề có thù hận gì cả. Đa số trong phần bình luận họ nói nhiều về vấn đề cần thay đổi đất nước của họ, nhưng tớ nhận ra một điều, người Ấn Độ họ sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Đây là một lợi thế rất lớn nếu để hội nhập với thế giới. Việt Nam mình mấy năm nay người trẻ Việt cũng đã cải thiện rất nhiều cho mặt bằng chung Việt Nam trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng nếu theo quan điểm của tớ thì không nhiều bằng Ấn Độ được. Vì vậy tớ cũng như các bạn hãy cố gắng học tiếng Anh thật tốt để xem thế giới bên ngoài nói gì về mình nhé. Nó sẽ là bàn đạp để chúng ta hiểu nhiều hơn về thế giới đó. Tin tớ đi, học tiếng Anh tốt không bao giờ là điều hối tiếc cả. Mặt cười. Các bạn hãy để lại cho tớ một like, một theo dõi và đừng quên ấn chuông bật thông báo để nhận những video mới nhất từ kênh của tớ nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye bye.